thanh tịnh. Basadika Sutanta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú giữa dòng tộc Sakya Thích Ca, trong vườn xoài của một gia đình Thích Ca tên là Vedana. Lúc bấy giờ Nigantha Nathabutta vừa mới tạ thế ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các vị Nigantha chia ra làm hai phái, chia rẽ nhau, tranh chấp nhau, tranh luận nhau và sống tàn hại nhau với binh khí bằng miệng. Người không biết pháp luật này, ta biết pháp luật này. Sao ngươi có thể biết pháp luật này? Ngươi theo tà hạnh, ta theo chánh hạnh. Lời nói ta tương ưng, lời nói ngươi không tương ưng. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau. Điều đáng nói sau, ngươi nói trước. Điều ngươi quan niệm trình bày đã bị đảo lộn. Quan điểm của ngươi đã bị thách đố, ngươi đã bị đánh bại. Ngươi hãy đi giải tỏa quan điểm của ngươi, hãy tự thoát khỏi bế tắc, nếu ngươi có thể làm được. Hình như các đệ tử của Nigantha Nathabutta muốn tàn hại lẫn nhau. Chính các đệ tử cư sĩ mặc đồ trắng của Nigantha Nathabutta cũng chán ngấy, cơ hiềm và phản đối các vị Nigantha. Vì pháp luật của họ đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do gì chánh đẳng giác tuyên thuyết. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Rồi Sajikunda sau khi an cư mùa mưa ở Bava đến thăm tôn giả Ananda ở Samagama. Sau khi đến, đảnh lễ tôn giả Ananda và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Sajikunda bạch tôn giả Ananda: Bạch tôn giả, Nigantha Nathabutta đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này tạ thế, các Nigantha chia ra làm hai phái. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Khi nghe nói vậy, tôn giả Ananda nói với Sajikunda: Này hiền giả Kunda, đây là vấn đề đáng đưa ra để ý kiến Thế Tôn. Này hiền giả Kunda, chúng ta hãy đi ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến xong, chúng ta hãy trình bày vấn đề này để Thế Tôn biết. Bạch tôn giả, vâng. Sajikunda vâng lời tôn giả Ananda. Rồi tôn giả Ananda cùng với Sajikunda đi đến ý kiến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Sajikunda có nói Nigantha Nathabutta đã từ trần ở Bava. Sau khi vị này từ trần, các vị Nigantha chia ra làm hai phái. Tháp y chỉ đã bị đổ dở, không có chỗ y chỉ. Này Kunda, như vậy ở đây pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do gì chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây có vị đạo sư không phải là chánh đẳng giác, có pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do gì chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và người đệ tử trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, sống vượt ra ngoài pháp. Người đệ tử ấy cần được nói như sau: Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Đạo sư của ngươi không phải là vị chánh đẳng giác, pháp của ngươi đã được trình bày, tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên bố. Và ngươi trong pháp này không thành tựu và an trú trong pháp và tùy pháp, không sống đúng chánh hạnh, không sống đúng tùy pháp, vượt ra ngoài pháp. Này Kunda, như vậy ở đây vị đạo sư đáng quở trách, ở đây pháp đáng quở trách, nhưng ở đây đệ tử đáng tán thán. Này Kunda, với vị đệ tử như vậy nên nói như sau: Này đại đức, dầu đại đức thực hành đúng như pháp vị đạo sư đã dạy và trình bày, ai có suy tầm, ai có bị suy tầm, ai có suy tầm rồi như thực thi hành, tất cả đều không có phước báo. Vì sao vậy? Vì pháp luật đã được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Kunda, ở đây vị đạo sư không là vị chánh đẳng giác. Và pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về,
không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, và vị đệ tử trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp, người này nên được nói như sau: Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi không là vị chánh đẳng giác, và pháp được trình bày tuyên bố một cách dùng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Những người trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống theo chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Này Quy Đa, ở đây vị đạo sư đáng vợ trách, ở đây pháp đáng vợ trách, ở đây vị đệ tử cũng đáng vợ trách. Này Quy Đa, với vị đệ tử như vậy có ai nên nói như sao? Tật vậy, đại đức thành tựu theo chánh hạnh, tinh tấn trong chánh hạnh, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn hơn nữa, tất cả đều không được phước đức. Vì sao vậy? Này Quân Đa, vì pháp được trình bày tuyên bố một cách vụng về, không có hiệu năng hướng dẫn, không hướng đến an tịnh, không do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Quân Đa, ở đây vị đạo sư là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo giảng và trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Vị đệ tử trong pháp này sống không thành tựu pháp và tùy pháp, sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp. Vị đệ tử ấy cần phải được nói: Này hiền giả, thật không lợi ích cho ngươi, thật không khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Nhưng ngươi trong pháp này sống không thành tựu pháp, sống không theo chánh hạnh, sống không đúng tùy pháp, sống không thuận theo pháp. Này Quân Đa, ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử đáng quở trách. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Đại đức hãy thực hành đúng như pháp do vị đạo sư của đại đức trình bày và tuyên thuyết. Ai có điều tra, ai có bị điều tra, ai có bị điều tra rồi như thực thi hành, tất cả đều được phước báo. Vì sao vậy? Này Quân Đa, pháp luật này khéo thuyết, khéo trình bày là như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Quân Đa, ở đây vị đạo sư là chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và vị đệ tử trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy nói như sau: Này hiền giả, thật là lợi ích cho ngươi, thật khéo chứng đắc cho ngươi. Vị đạo sư của ngươi là vị A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và ngươi trong pháp này sống thành tựu pháp và tùy pháp, sống thành tựu chánh hạnh, sống đúng tùy pháp, sống thuận theo pháp. Này Quân Đa, như vậy ở đây vị đạo sư đáng được tán thán, ở đây pháp đáng được tán thán, ở đây vị đệ tử cũng đáng được tán thán. Này Quân Đa, nếu có ai, hãy nói vị đệ tử ấy như sau: Thật vậy, đại đức thành tựu như pháp, tinh tấn như pháp, người khen, người được khen, người được khen như vậy lại càng tinh tấn thực hành, tất cả đều được nhiều công đức. Vì sao vậy? Này Quân Đa, vì pháp luật được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày như vậy, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Này Quân Đa, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Và các vị đệ tử chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho các vị này, chưa được trình bày rõ ràng với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư viên tịch, này Quân Đa, đối với vị đạo sư như vậy, nếu viên tịch, các đệ tử sẽ ưu tư rất nhiều. Vì sao vậy? Vì đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời, và pháp được khéo tuyên thuyết, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết.
Nhưng chúng ta chưa được tinh thông diệu pháp, và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn chưa được tỏ lộ cho chúng ta với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, chưa được trở thành diệu dụng, chưa được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Quân Đa, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các vị đệ tử có sự ưu tư. Này Quân Đa, ở đây vị đạo sư xuất hiện ở đời bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên bố và được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh do vị chánh đẳng giác tuyên thuyết, và các vị đệ tử được tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn được tỏ lộ cho các vị ấy với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư của những vị ấy viên tịch. Này Quân Đa, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các vị đệ tử không có ưu tư. Vì cớ sao? Vị đạo sư của chúng ta xuất hiện ở đời là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, pháp được khéo tuyên thuyết, được khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh, được vị chánh đẳng giác tuyên thuyết. Còn chúng ta được tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ cho chúng ta biết với tất cả thứ bậc, vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Và vị đạo sư của chúng ta viên tịch. Này Quân Đa, vị đạo sư như vậy có viên tịch, các đệ tử không có ưu tư. Này Quân Đa, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, nếu không có một vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là không viên mãn. Trong trường hợp như vậy, này Quân Đa, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, và nếu có vị đạo sư là một vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, một phạm hạnh như vậy được xem là viên mãn trong trường hợp như vậy. Này Quân Đa, nếu phạm hạnh được đầy đủ những chi phần như vậy, và có vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, nhưng không có các vị thượng tọa tỷ kheo, những vị đệ tử là những vị sáng suốt, tự điều phục, vô quý, đa văn, đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo diệt phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất tư nghị, như vậy phạm hạnh này không thể viên mãn bởi chi tiết này. Này Quân Đa, khi nào phạm hạnh được đầy đủ về những phương diện này, vị đạo sư là vị thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những vị thượng tọa tỷ kheo, những vị đệ tử, nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo, những vị đệ tử có các vị trung lạp tỷ kheo, những vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị hạ lạp tỷ kheo, những vị đệ tử có các vị hạ lạp tỷ kheo, những vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị trưởng lão tỷ kheo ni, các vị đệ tử có các vị trưởng lão tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị trung lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có các vị hạ lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử có các vị hạ lạp tỷ kheo ni, các vị đệ tử, nhưng nếu không có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, nhưng nếu không có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, có những nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, nhưng nếu không có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, có những nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, phạm hạnh như vậy nếu không được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, nhưng không đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng, phạm hạnh như vậy không được viên mãn về phương diện này. Này Quân Đa, khi nào phạm hạnh được đầy đủ với những phương diện này, vị đạo sư là thượng tọa có nhiều kinh nghiệm xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành, và những vị thượng tọa là những bậc tỷ kheo, những vị đệ tử sáng suốt, tự điều phục, thuyết pháp diệu dụng, có trung lạp tỷ kheo đệ tử, có hạ lạp tỷ kheo đệ tử, có trưởng lão ni đệ tử, có trung lạp ni đệ tử, có hạ lạp ni đệ tử, có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh,
có nam cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc, có nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh, có những vị nữ cư sĩ đệ tử, những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Phạm hạnh như vậy được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa các người, đạt được danh xưng và lợi dưỡng một cách tối thắng. Phạm hạnh như vậy được viên mãn về phương diện này. Này Quynh-đa, ta nay hiện tại là bậc đạo sư xuất hiện ở đời, là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, và pháp được khéo tuyên bố, khéo trình bày, có hiệu năng hướng dẫn, hướng đến an tịnh. Được vị chánh đẳng giác trình bày và các vị đệ tử của ta tinh thông diệu pháp và phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, được tỏ lộ với tất cả thứ bậc vị trí liên hệ, được trở thành diệu dụng, được khéo trình bày cho loài người. Này Quynh-đa, nay ta là vị đạo sư trưởng lão, có nhiều kinh nghiệm, xuất gia đã lâu ngày, đã đến tuổi trưởng thượng, đã đến tuổi trưởng thành. Này Quynh-đa, nhưng ta có những vị thường tòa tỷ kheo đệ tử sáng suốt, tự biết điều phục, vô quý, đa văn, đã đạt đến sự an ổn, có thể thuyết diệu pháp, đối với giáo lý ngoại đạo được khởi lên, có thể khéo chiết phục với giáo pháp của mình, có thể thuyết diệu pháp bất khả tư nghị. Này Quynh-đa, ta lại có những trung lạp tỷ kheo sáng suốt. Này Quynh-đa, nay ta có những vị hà lạp tỷ kheo đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị trưởng lão tỷ kheo ni đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị trung lạp tỷ kheo ni đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị hà lạp tỷ kheo ni đệ tử. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nam cư sĩ, là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nam cư sĩ, là những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nữ cư sĩ, là những vị tại gia mặc áo trắng sống theo phạm hạnh. Này Quynh-đa, nay ta có những vị nữ cư sĩ, là những vị tại gia mặc áo trắng chấp nhận dục lạc. Này Quynh-đa, nay phạm hạnh của ta được thành công, hưng thịnh, phát triển và phổ thông một cách rộng rãi, khéo tuyên bố giữa mọi người. Này Quynh-đa, đối với tất cả những vị đạo sư nay xuất hiện ở đời, này Quynh-đa, ta không thấy một vị đạo sư nào khác có thể bằng ta về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Này Quynh-đa, đối với tất cả các đoàn thể, các hội chúng nay xuất hiện ở đời, này Quynh-đa, ta không thấy một đoàn thể nào khác có thể bằng đoàn thể tỷ kheo về phương diện lợi dưỡng và danh xưng tối thượng. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, vì ấy nếu tuyên bố đúng đắn sẽ tuyên bố như sau: thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố. Này Quynh-đa, Udaka, con của Rama thường nói: thấy mà không thấy. Thấy cái gì mà không thấy? Với một con dao sắc bén, chỉ thấy lưỡi dao, không thấy khía cạnh sắc bén của dao. Này Quynh-đa, đấy là nghĩa của câu thấy mà không thấy. Này Quynh-đa, ở đây Udaka, con của Rama đề cập đến một vật đê tiện hạ liệt, thuộc về phàm phu, không xứng bậc thánh, không có lợi ích, nói về con dao. Này Quynh-đa, nếu nói đúng đắn câu thấy mà không thấy, thời phải nói như sau: thấy mà không thấy. Vì ấy thấy cái gì mà không thấy? Một phàm hạnh thành tựu hết thảy tướng, đầy đủ hết thảy tướng, không thiếu sót, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Chính vì ấy thấy phàm hạnh này, nếu vì ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vì ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy được viên mãn hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Như vậy gọi là thấy mà không thấy. Này Quynh-đa, nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn. Nếu có ai khi tả một phạm hạnh thành tựu hết thảy tướng, phạm hạnh được khéo tuyên bố, vị ấy sẽ tuyên bố đúng đắn như sau: phạm hạnh này thành tựu hết thảy tướng, cụ túc hết thảy tướng, không thiếu thốn, không quá đáng, được khéo tuyên bố một cách viên mãn, được khéo trình bày. Do vậy, này Quynh-đa, những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi, tất cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài,
vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này Kunda, thế nào là những pháp do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi? Tất cả các ngươi hãy hội họp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài, vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Những pháp ấy là bốn niệm xứ, bốn chánh cần, bốn như ý túc, năm căn, năm lực, bảy giác chi, tám thánh đạo. Này Kunda, những pháp ấy do ta tự chứng tri và tuyên bố cho các ngươi. Tất cả ngươi hãy hồi hộp lại và tụng đọc lại, chớ có cãi lộn nhau, nhưng hãy so sánh các nghĩa với nhau, các câu với nhau, để cho phạm hạnh này được tồn tại lâu dài, được an trú lâu dài. Vì hạnh phúc cho muôn loài, vì an lạc cho muôn loài, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì an lạc cho chư thiên và cho loài người. Này Kunda, các ngươi hãy hội họp với nhau trong tinh thần hòa đồng và tương kính, không có tranh luận nhau. Có vị đồng phạm hạnh nói pháp giữa chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa sai lạc hay hành văn sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy: Này hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này hay cách hành văn kia, cách nào thích hợp hơn? Giữa những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời: Này hiền giả, với nghĩa này, cách hành văn này thích hợp hơn cách hành văn kia, giữa những cách hành văn này, nghĩa này hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các ngươi phải giải thích cho vị ấy một cách cẩn thận cả nghĩa lẫn hành văn. Lại nữa, này Kunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức ấy nắm nghĩa sai lạc nhưng hành văn đúng đắn, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy: Này hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời: Này hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận ý nghĩa đúng đắn cho vị ấy. Này Kunda, có vị đồng phạm hạnh khác nói pháp giữa chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn nhưng hành văn sai lạc, các ngươi không nên tán thán, không nên bác bỏ. Không tán thán, không bác bỏ, các ngươi nên nói với vị ấy: Này hiền giả, giữa những cách hành văn này, nghĩa này hay nghĩa kia, nghĩa nào thích hợp hơn? Nếu vị ấy trả lời: Giữa những cách hành văn này, nghĩa này thích hợp hơn nghĩa kia, các ngươi không nên bác bỏ vị ấy, không nên phỉ báng vị ấy. Không bác bỏ, không phỉ báng, các ngươi phải giải thích một cách cẩn thận cách hành văn cho vị ấy. Này Kunda, có vị đồng phạm hành khác nói pháp giữa chúng ta. Nếu các ngươi nghĩ rằng vị đại đức này nắm nghĩa đúng đắn và hành văn đúng đắn, các ngươi nên tán đồng và tán thán vị ấy với câu: Thật là tốt đẹp. Khi tán đồng và tán thán với câu: Thật là tốt đẹp, các ngươi phải nói với vị ấy: Này hiền giả, thật là lợi ích cho chúng tôi. Này hiền giả, thật là may mắn cho chúng tôi khi chúng tôi thấy một vị đồng phạm hạnh như hiền giả, tinh thông nghĩa lý như vậy, tinh thông hành văn như vậy. Này Kunda, một pháp mới ta thuyết giảng để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại. Này Kunda, ta không thuyết pháp chỉ để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai mà thôi. Này Kunda, ta thuyết pháp vừa để ngăn chặn các lậu hoặc ngay trong hiện tại mà cũng để diệt trừ các lậu hoặc trong tương lai nữa. Do vậy, này Kunda, tấm y mà ta cho phép các ngươi mặc như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của các loài ruồi, muỗi,
của gió, mặt trời và các loài rắn, và để che giấu sự hổ thẹn. Các món ăn khất thực mà ta cho phép các ngươi dùng như vậy vừa đủ để nuôi dưỡng thân thể, giúp thân thể sống còn, tránh khỏi nguy hại và giúp sống đời phạm hạnh với hy vọng. Như vậy ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi lên các cảm thọ mới. Nhờ vậy đời sống của ta mới khỏi bị lầm lỗi và ta sống an lạc. Nhà cửa mà ta cho phép các ngươi an trú như vậy vừa đủ cho các ngươi ngăn chặn lạnh, ngăn chặn nóng, ngăn chặn sự xúc chạm của ruồi muỗi, gió, mặt trời và các loài rắn, chỉ với mục đích tránh khỏi sự nguy hiểm của thời tiết và an hưởng đời sống tịnh cư. Các dược phẩm và thuốc trị bệnh mà ta cho phép các ngươi dùng như vậy vừa đủ để ngăn chặn các cảm thọ đau ốm khởi lên và để gìn giữ sức khỏe. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các sa môn thích tự sống đam mê hỷ lạc. Này Kunda, nếu được nói như vậy, các du sĩ ngoại đạo phải được trả lời như sau. Này hiền giả, thế nào là đam mê hỷ lạc? Đam mê hỷ lạc có nhiều loại, có nhiều cách. Này Kunda, bốn loại đam mê hỷ lạc này là thấp kém, hà liệt, thuộc phàm phu, không xứng thánh hành, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Thế nào là bốn? Này Kunda, ở đây có người ngu si, sau khi sát sanh, tự mình sung sướng quan hỷ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này Kunda, ở đây có người sau khi lấy của không cho, tự mình sung sướng quan hỷ, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này Kunda, ở đây có người sau khi nói láo, tự mình sung sướng quan hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa, này Kunda, ở đây có người say đắm, đam mê sống dây quanh với năm món dục lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Này Kunda, bốn loại hỷ lạc này là thấp kém, hạ liệt, thuộc phàm phu, không xứng thánh hành, không có lợi ích, không hướng đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các ngoại đạo có thể hỏi, các sa môn thích tử có phải sống đam mê bốn loại hỷ lạc này không? Họ cần phải được trả lời, chớ có nói như vậy. Các ông nói như vậy là nói không đúng đắn, nói như vậy là các ông xuyên tạc, không đúng sự thật, không thật có. Này Kunda, có bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là bốn? Này Kunda, ở đây vị tỷ kheo ly dục, ly ác pháp, chứng và an trú sơ thiện, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, với tầm giới tứ, đó là hỷ lạc thứ nhất. Lại nữa, này Kunda, vị tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, tồi tỉnh nhất tâm, đó là hỷ lạc thứ hai. Lại nữa, này Kunda, vị tỷ kheo ly hỷ, đó là hỷ lạc thứ ba. Lại nữa, này Kunda, vị tỷ kheo xả lạc, đó là hỷ lạc thứ tư. Này Kunda, bốn loại hỷ lạc nhất định đưa đến yểm ly, vô tham, tịch diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các vị sa môn thích tử đang sống đam mê bốn loại hỷ lạc này. Họ cần phải được trả lời. Nói như vậy là phải. Các ông nói như vậy là nói đúng đắn. Nói như vậy là các ông không xuyên tạc, đúng sự thật và thực có. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, này hiền giả, những ai sống đam mê theo bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi kết quả gì, lợi ích gì? Được nói vậy, phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau. Này hiền giả, những ai sống đam mê bốn loại hỷ lạc ấy có thể mong đợi bốn kết quả, bốn sự lợi ích. Thế nào là bốn? Này hiền giả, ở đây vị tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, được nhập vào dòng thánh, không còn bị đọa lạc, nhất định sẽ được giác ngộ, đó là kết quả thứ nhất. Lại nữa, này hiền giả, vị tỷ kheo diệt trừ ba kiết sử, làm muội lược tham, sân, si, chứng bậc nhất lai, chỉ còn trở lại đời này một lần nữa trước khi diệt tận khổ đau, đó là kết quả thứ hai, lợi ích thứ hai. Lại nữa, này hiền giả, vị tỷ kheo diệt trừ năm hạ phần kiết sử, được quá sanh ở tại chỗ ấy mà nhập niết bàn, không còn phải trở lại đời này nữa, như vậy là kết quả thứ ba, lợi ích thứ ba. Lại nữa, này hiền giả, vị tỷ kheo diệt trừ các lậu hoặc, tự mình chứng tri, chứng ngộ
và an trú ngay trong hiện tại vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy là kết quả thứ tư, lợi ích thứ tư. Này hiền giả, vì nào sống đam mê bốn loại hỷ lạc này có thể mong đợi bốn kết quả, bốn lợi ích như vậy? Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói, các sa môn thích tử sống không giữ vững lập trường. Này Kunda, các vị du sĩ ngoại đạo nói vậy cần phải được trả lời như sau. Này hiền giả, Thế Tôn, vì đã biết, đã thấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này hiền giả, giống như cột trụ bằng đá hay bằng sắt, chân cột được khéo chôn sâu vào đất, không lắc qua lại, không có rung động. Cũng vậy, này hiền giả, Thế Tôn, vì đã biết, đã thấy là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, đã thuyết, đã trình bày những pháp cho các đệ tử cho đến trọn đời. Này hiền giả, vị tỷ kheo là bậc A-la-hán, đã diệt trừ các lậu hoặc, phạm hành đã thành, các việc phải làm đã làm, đã đặt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chính việc sau đây. Này hiền giả, vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể cố ý tước đoạt sanh mạng của loài hữu tình. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể lấy của không cho, tức là ăn trộm. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể hành dâm. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể biết mà nói láo. Vị tỷ kheo đã diệt trừ các lậu hoặc, không thể cất chứa tiền của để hưởng thọ dục lạc như khi còn tại gia. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành tham. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành sân. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành si. Vị tỷ kheo đã diệt tận các lậu hoặc, không thể đi con đường hành theo sợ hãi. Này hiền giả, một vị tỷ kheo là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, đã diệt tận các lậu hoặc, phạm hạnh đã thành, các việc phải làm, đã đạt gánh nặng xuống, mục tiêu đã đạt, hữu kiết sử đã diệt trừ, chánh trí giải thoát, không thể làm chính việc như vậy. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói như sau. Đối với quá khứ, Sa môn Gotama có tri kiến siêu diệt, nhưng đối với tương lai, Sa môn Gotama không có tri kiến siêu diệt. Như sự việc xảy ra như thế nào và vì sao lại xảy ra như vậy? Như vậy, các vị du sĩ ngoại đạo này chủ trương rằng tri kiến về vấn đề này có thể được trình bày, nêu rõ bởi tri kiến một vấn đề khác, như những kẻ ngu si không thông minh khác. Này Kunda, về vấn đề quá khứ, Như Lai có thức nhớ đến đời sống quá khứ, Ngài muốn như thế nào, Ngài có thể nhớ xa được như vậy. Về vấn đề vị Lai, Như Lai có trí do tuệ sanh, đây là đời sống cuối cùng, nay không còn đời sống nào khác nữa. Này Kunda, nếu những gì thuộc quá khứ là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc quá khứ là chân chánh như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy. Này Kunda, nếu những gì thuộc vị Lai là hư vọng, không thật, không lợi ích, Như Lai không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc vị Lai là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc vị Lai là chân chánh như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy một cách gián tắt. Này Kunda, nếu những gì thuộc hiện tại là hư vọng, không thật, không có lợi, Như Lai không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh như thật, nhưng không lợi ích, Như Lai cũng không trả lời. Này Kunda, nếu những gì thuộc hiện tại là chân chánh như thật, có lợi ích, Như Lai biết thời trả lời câu hỏi ấy. Như vậy, này Kunda, đối với các pháp quá khứ, vị Lai hiện tại, Như Lai là vị nói phải, thời nói chân chánh, nói như thật, nói có lợi ích, nói đúng pháp, nói đúng luật, do vậy mới gọi là Như Lai. Này Kunda, trong thế giới này, với chư thiên, ma dương, phạm thiên, với chúng sa môn và bà la môn, với chư thiên và loài người, những gì được thấy, được nghe, được cảm giác, được phân biệt, được đạt đến, được tìm cầu, được suy đạt với ý, tất cả đều được Như Lai biết rõ. Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Kunda, trong thời gian giữa đêm, Như Lai chứng ngộ vô thượng chánh đẳng giác và đến Như Lai nhập vô dư ý niết bàn giới. Trong thời gian ấy, những gì Như Lai nói trong khi thuyết giảng, nói chuyện hay trình bày, tất cả là như vậy,
chứ không gì khác. Do vậy mới gọi là Như Lai. Này Kunda, Như Lai nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, nói gì thời làm vậy, làm gì thời nói vậy, nên được gọi là Như Lai. Đối với thế giới, với chư thiên Ma Dương, Phạm Thiên, với chúng Sa Môn và Bà La Môn, với chư thiên và loài người, Như Lai là bậc toàn thắng, không ai có thể thắng nổi, bậc toàn kiến, bậc tự tại. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: thế nào hiền giả, Như Lai có tồn tại sau khi chết không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, được nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Như Lai không có nói, Như Lai có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: thế nào hiền giả, Như Lai không có tồn tại sau khi chết, có phải không? Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, được nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Như Lai không có nói, Như Lai không có tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: thế nào hiền giả, Như Lai có tồn tại và không tồn tại sau khi chết. Như Lai không tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, đừng nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: Như Lai không có nói, Như Lai không có tồn tại và không không tồn tại sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: này hiền giả, vì sao Sa Môn Gotama lại không nói? Này Kunda, đừng nói như vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: này hiền giả, vì không liên hệ đến lợi ích, không liên hệ đến pháp, không liên hệ đến căn bản phạm hành, không hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, do vậy Thế Tôn không trả lời. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: này hiền giả, Sa Môn Gotama nói điều gì? Này Kunda, đừng nói vậy, ngươi phải trả lời các du sĩ ngoại đạo như sau: đây là khổ, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ tập, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là khổ diệt, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Đây là con đường đưa đến khổ diệt, này hiền giả, đó là điều Thế Tôn nói. Này Kunda, sự kiện này có thể xảy ra. Các du sĩ ngoại đạo có thể nói: này hiền giả, vì sao Thế Tôn lại nói vậy? Này Kunda, được nói vậy, ngươi phải trả lời cho các du sĩ ngoại đạo như sau: này hiền giả, vì liên hệ đến lợi ích, liên hệ đến pháp, liên hệ đến căn bản phạm hành, vì nhất định hướng đến yểm ly, vô tham, đoạn diệt, an tịnh, thắng trí, giác ngộ và niết bàn, do vậy Thế Tôn mới nói. Này Kunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Kunda, mọi biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Kunda, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ? Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Và những biện luận không đáng nói cho các ngươi. Này Kunda, có một số Sa Môn và La Môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Có một số Sa Môn và La Môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là không thường còn, bản ngã và thế giới là thường còn và không thường còn, bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn, bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra, bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là do mình tạo ra và do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là không do mình tự tạo ra và cũng không phải không do mình tự tạo ra, bản ngã và thế giới là tự nhiên sanh, không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra sai lầm. Lạc khổ là thường còn, lạc khổ là vô thường, lạc khổ là thường còn và vô thường, lạc khổ là không thường còn và không vô thường, lạc khổ là do tự mình tạo ra,
lạc khổ là do người khác tạo ra. Lạc khổ là do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo ra, không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Này Kunda, những vị sa môn và la môn nào có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là thường còn, như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ta đến như vị ấy và nói: này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng bản ngã và thế giới là thường còn không? Nếu các vị ấy trả lời: như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao? Có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, những sa môn và la môn nào có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: bản ngã và thế giới là thường còn, bản ngã và thế giới là vô thường, bản ngã và thế giới là thường còn và vô thường, bản ngã và thế giới là không thường còn và không không thường còn, bản ngã và thế giới là do mình tự tạo ra, bản ngã và thế giới là do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là do tự mình tạo ra và do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới là không do tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra, bản ngã và thế giới do tự nhiên sanh, không do mình tự tạo, không do người khác tạo ra. Lạc khổ là thường còn, lạc khổ là vô thường, lạc khổ là thường còn và vô thường, lạc khổ không thường còn và không vô thường, lạc khổ là tự mình tạo ra, lạc khổ là tự người khác tạo ra, lạc khổ là tự mình tạo ra và tự người khác tạo ra. Lạc khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói: này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng lạc khổ là tự nhiên sanh, không tự mình tạo ra và không do người khác tạo ra? Nếu các vị ấy trả lời: như vậy là đúng sự thật, ngoài ra đều là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao? Có một số hữu tình có những ý tưởng sai khác. Này Kunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, biện luận nào cũng đáng nói cho các ngươi. Ta đã nói cho các ngươi, còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Kunda, thế nào là những biện luận về tà kiến liên hệ đến tương lai? Những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Và những biện luận không đáng nói cho các ngươi. Này Kunda, có một số sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã là có sắc không bệnh sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Lại nữa, này Kunda, có một số sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã là vô sắc, bản ngã là không phải sắc, không phải vô sắc, bản ngã là có tưởng, bản ngã là vô tưởng, bản ngã là không có tưởng, không vô tưởng, bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Này Kunda, những vị sa môn và la môn nào có quan điểm như sau, có tri kiến như sau: bản ngã là có sắc, không bệnh sau khi chết. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói: này hiền giả, có phải hiền giả có nói bản ngã là có sắc, không có bệnh sau khi chết? Nếu các vị ấy trả lời: như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Này Kunda, vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Này Kunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Kunda, có những sa môn và la môn có những quan điểm như sau, có những tri kiến như sau: bản ngã là vô sắc, bản ngã là có sắc và vô sắc, bản ngã là không có sắc và không không có sắc, bản ngã là có tưởng, bản ngã là không tưởng, bản ngã là không có tưởng và không không có tưởng, bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại. Như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm. Ta đến những vị ấy và nói: này hiền giả, có phải hiền giả nói rằng bản ngã là đoạn diệt, biến hoại, sau khi chết không có tồn tại? Này Kunda,
Nếu những gì ấy nói như vậy là đúng sự thật, ngoài ra là sai lầm, thì ta không chấp nhận như vậy. Tại sao vậy? Vì có một số hữu tình có những tư tưởng sai khác. Này Gunda, ta cũng không xem quan điểm ấy ngang bằng quan điểm của ta, chứ đừng nói là cao hơn. Như vậy ở đây ta cao hơn về thượng trí. Này Gunda, những biện luận về những tà kiến liên hệ đến tương lai, những biện luận nào đáng nói cho các ngươi, ta đã nói cho các ngươi. Còn những biện luận nào không đáng nói cho các ngươi, sao ta lại sẽ nói cho các ngươi? Này Gunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua những biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này và biện luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền thuyết trình bày. Thế nào là bốn? Này Gunda, ở đây vị tỷ kheo sống quán thân trên thân, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời, sống quán thọ trên các cảm thọ, trong các tâm, quán pháp trên các pháp, tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm, với mục đích nhiếp phục tham sân ở đời. Này Gunda, với mục đích đoạn trừ và vượt qua các biện luận về các tà kiến liên hệ đến quá khứ tối sơ này, các bình luận về các tà kiến liên hệ đến tương lai này, mà bốn pháp niệm xứ được ta truyền thuyết trình bày. Lúc bấy giờ tôn giả Upavana đang đứng sau lưng hầu quạt Thế Tôn. Tôn giả Upavana bạch Thế Tôn: Thật hy hữu thay bạch Thế Tôn, thật kỳ diệu thay bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này thật là tuyệt đối thanh tịnh. Bạch Thế Tôn, pháp thoại này tên là gì? Này Upavana, pháp thoại này là thanh tịnh Basadika. Hãy như vậy mà phụng trì. Thế Tôn thuyết dạy như vậy, tôn giả Upavada quan hỷ tính thọ lời dạy của Thế Tôn.